phát hiện hai cơ sở sản xuất cà phê giả quy mô lớn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện hai cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai sản xuất cà phê giả quy mô lớn tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, xử lý hai cơ sở sản xuất, vận chuyển cà phê giả từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk tiêu thụ. Trước đó, ngày 19 tháng 7, tại huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng kiểm tra một chiếc xe tải và phát hiện trên xe chở khoảng 1,2 tấn cà phê bột với nhiều nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tất cả số cà phê bột này là hàng giả. Từ lời khai của tài xế, cơ quan công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê Trọng Tín tại huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai và thu giữ 9 kg cà phê bột, 8 bao nguyên liệu sản xuất cà phê, 8 thùng vỏ bao bì. Chủ cơ sở thừa nhận sau khi sản xuất cà phê bột giả đã chở đi bán tại nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 7, tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện nhân viên thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh đang bán 120 gói cà phê bột khoảng 60 kg, không có hóa đơn chứng từ. Kiểm tra trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 621 kg cà phê bột do công ty Tân Vĩnh Kỳ sản xuất cũng không có hóa đơn chứng từ. Theo công an, toàn bộ số lượng cà phê bột này sau đó được lấy mẫu kiểm nghiệm và xác định đều là hàng giả. Mở rộng khám xét tại cơ sở sản xuất cà phê Nhật Nguyên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, công an Đắk Lắk thu giữ khoảng 6 tấn cà phê bột, nguyên liệu sản xuất cà phê, vỏ bao bì và toàn bộ máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất cà phê.